Xin chào bạn, video này dành cho những bạn muốn đầu tư khoảng kinh phí khoảng từ 5 đến 6 triệu để có thể một chiếc máy tốt để chụp ảnh Tết dịp này nhé. Như các bạn thấy ở trên bàn sẽ có 3 chiếc máy đúng không? Nhưng nhân vật chính ở hôm nay chúng ta sẽ có 2 dòng máy đến từ Nikon, đó chính là Nikon D5200 và một chiếc Nikon D3200. Đầu tiên về tổng quan chung với những dòng entry level đến từ Nikon này thì nó có một cái thiết kế các bạn nhìn thấy ở ngay bên ngoài đây, cực kỳ nhỏ gọn đó, và thiết kế nó cũng khá so với những dòng đến từ Canon. Đó, nếu mà về trọng lượng cũng như kích thước thì nó sẽ nhỏ hơn Canon khoảng tầm 10%. Đó, các bạn thấy cả về trọng lượng lẫn kích thước. Vô hình chung nó sẽ giúp cho những bạn nào mà cần hay mang đi lại hay là sử dụng nó sẽ tiện lợi hơn, đặc biệt những bạn mới, những bạn mà thích ưa sự nhỏ gọn tiện lợi thì sẽ rất thích những cái dòng nhỏ xinh xinh như này. Một cái điểm chung nữa của những dòng dành cho người mới của Nikon đó chính là chúng ta sẽ có một cái chất lượng ảnh khá là cao, một cái cảm biến crop 1.5 với 24 triệu điểm ảnh trong tầm giá khoảng 5 đến 6 triệu thì khó có thể tìm được một chiếc máy DSLR nào khác đến từ các hãng khác có cái chất lượng ảnh cao như này. 24 triệu điểm ảnh nó sẽ giúp các bạn rất nhiều trong việc mình crop ảnh, hậu kỳ ảnh về sau. Ví dụ như mình muốn crop ảnh để căn khe khung hình cho hợp lý thì với 24 triệu ảnh thì cái khả năng crop lại nó sẽ ok hơn, nó sẽ thoải mái hơn so với những cái máy mà chỉ có khoảng tầm 16, 18 hay thậm chí là 12 triệu điểm ảnh. Đó là một trong những cái lợi thế của nhiều điểm ảnh. Ngoài ra cái nhiều điểm ảnh như thế nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái việc xử lý ISO của máy. Xử lý ISO của máy, những cái dòng máy này vẫn khá là tốt. Mình sẽ để ảnh so sánh ở đây với một chiếc máy cùng phân khúc đến từ Canon nhá, ví dụ như là 700D chẳng hạn. Đó, về khả năng so sánh về ISO. Tiếp đến là một cái các bạn cũng có thể nhận thấy rõ rệt, đó chính là cái nước ảnh của Nikon đặc trưng thì nó sẽ thường thì rực rỡ hơn, đặc biệt là cái phần màu xanh lá hay màu đỏ. Vô hình chung nó sẽ giúp những bạn nào mà hay chụp hoa lá, hoa cành, hay chụp phong cảnh, hay chụp những nơi mà nó có màu sắc rực rỡ thì sẽ có thể ưa thích những chiếc máy Nikon này hơn. Mình cũng sẽ để ảnh ở đây để các bạn thể so sánh độ rực màu giữa hai chiếc máy nhé, cũng là một chiếc D52 và một chiếc 700D. Đó, tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cái nữa, đó chính là về mức giá. Mức giá thì khoảng tầm 5 đến 6 triệu thì hai dòng máy này gọi là quá là ngon rồi, gần như không thể chê vào đâu được với cái mức giá như này nữa. Đó là tổng quan chung về những cái dòng Nikon này. Vậy chúng ta sẽ cùng đến với từng chiếc máy một ở trên bàn này nhé. Chúng ta sẽ có D3200, chiếc máy đầu tiên đi. Đó, dòng này thì nó sẽ thấp hơn dòng D5200 một chút. Nhưng cái sự khác biệt rõ rệt nhất mà chúng ta thấy ở ngoài hình đó chính là một cái màn hình lật. Nói chung là dòng D5200 nó chỉ lắp thêm màn hình lật vào thôi, còn đâu thì gần như nó cũng tạm kiểu như vậy. Là một cái thiết kế khá là hay để có thể phân định giữa các dòng. Cái thứ hai mà chúng ta có thể thấy khi sử dụng đó chính là về khả năng lấy nét. Khả năng lấy nét của những dòng D3000 thì luôn mặc định ở chỉ có vài điểm thôi. Còn của D5200 nó sẽ nâng cấp một chút, nó sẽ có nhiều điểm lấy nét hơn và sẽ có cái điểm lấy nét nó sẽ thông minh hơn. Tiếp theo thì các bạn thấy ngoại hình con này rất là nhỏ gọn, khá là xinh xắn, với thiết kế chuẩn Nikon ở đây, da rất là chắc chắn. Đó, một cái mình rất thích là Nikon rất đầu tư vào da máy. Nhưng mà nên cẩn thận nhé, cái da này mùa hè thì cần bảo quản cẩn thận một chút, tránh gặp ánh trắng trực tiếp, không thì nó sẽ bị bong da. Đó, tiếp theo thì dòng này thì nó cũng không có gì nhiều đâu, nó tối ưu dành cho người mới mà, nên cũng chỉ có từng này nút bấm thôi. Các nút bấm thì cũng được tối ưu, đơn giản hóa nhất dành cho người dùng. Ở đây chúng ta vẫn sẽ có 8 chế độ tự động. Nếu bạn mà chưa biết gì thì vẫn thể sử dụng chế độ tự động này một cách thoải mái cho từng trường hợp riêng. Mình nghĩ là hầu hết tất cả những cái trường hợp mà các bạn chụp ảnh, ví dụ chụp ảnh chân dung, chụp ảnh phong cảnh, chụp ảnh trẻ con, chụp ảnh macro, chụp ảnh buổi đêm thì hầu như máy này đều có cái chế độ tự động đấy để phục vụ các bạn. Nếu các bạn chưa biết đến các cái thông số như khẩu độ, tốc độ ISO để chỉnh sửa. Tiếp đến dòng D5200 thì mình nói là cái ưu điểm chính của nó vẫn chính là một cái màn hình xoay lật đây. Cái màn hình xoay lật này thì đương nhiên nó có thêm thì sẽ có giúp ích rất nhiều, đặc biệt bạn nào mà hay chụp ảnh hay là có thể kết hợp thêm quay phim thì cái màn hình xoay lật này nó sẽ giúp mình sáng tạo thêm nhiều góc khó, một cái nâng cấp rất là hay. Tiếp đến là cái nâng cấp tiếp theo, đó chính là cái khả năng lấy nét của dòng này nó sẽ vượt trội hơn con D3200, nó sẽ nhiều điểm lấy nét hơn và điểm lấy nét nó cũng nhận diện thông minh hơn. Ngoài ra thì các nút bấm thì nó sẽ được tối ưu thiên về hết một tay để giúp người dùng có thể điều khiển, cầm nắm bằng một tay để điều khiển hết được toàn bộ con máy này mà không cần dùng đến tay thứ hai. Một cái tiện lợi thứ hai dành cho những người
dùng phổ thông. Nhược điểm của hai con máy này là gì? Nói chung trong tầm giá khoảng 5 đến 6 triệu thì hai con máy này khá là ổn áp dành cho chụp ảnh. Còn nếu mà dành cho quay phim thì mình không khuyến khích dòng máy này nhá. Các bạn có thể xem những dòng máy khác. Thì những cái này máy này có chế độ quay phim nhưng mà nó sẽ không tự động nét khi quay phim và chất lượng quay phim thì nó cũng không ổn lắm. Đó, đấy là một trong những nhược điểm thứ nhất. Nhược điểm thứ hai là về hệ len dành cho những chiếc máy như này thì nó sẽ chủ yếu là những cái hệ len mới, ví dụ như những dòng AFS hay những cái dòng len G để mình có thể sử dụng được. Có những cái dòng len cũ như kiểu những dòng non D, những dòng D dành cho máy phim từ hồi xưa thì sẽ không lắp được trên những dòng máy entry level dành cho Nikon nhá. Tóm lại, trong tầm giá khoảng 5-6 triệu thì đây là hai lựa chọn khá hợp lý dành cho những bạn nào mà thiên về chụp ảnh và đặc biệt cần chụp những cái môn thể loại như kiểu là chụp hoa lá cành hay chụp phong cảnh thì đây là hai lựa chọn khá là hợp lý. Nếu các bạn quan tâm đến hai dòng máy này thì hãy để lại comment ở phía dưới để mình có thể hỗ trợ sớm nhất cho các bạn nhé. Ngoài ra, hiện tại máy Ngô Nội đang có chương trình chụp hình gắn kết gia đình trên hết, nơi tặng các bạn rất nhiều phần quà, có những phần quà trị giá lên tới 2 triệu dành cho những bạn tham gia sự kiện đợt này. Nên hãy nhanh tay sắm cho mình một chiếc máy ảnh trước khi Tết đến nhé.